chào tất cả các bạn, mình là Rita từ Du học Inspiro. Vừa qua, Học viện Quản lý Singapore, viết tắt là SIM, đã đạt được chứng nhận Eritrea có giá trị từ ngày 20 tháng 8 năm 2022 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tại Singapore, thì chứng nhận Eritrea được trao cho các tổ chức giáo dục tư nhân đạt thành tích đáng khen ngợi trong việc quản lý các cơ sở của họ và cung cấp chất lượng giáo dục phúc lợi vượt trội cho sinh viên theo học. Đạt được chứng nhận này chính là sự công nhận cho thành tích xuất sắc của SIM trong những năm qua. Những lý do mà hiện nay Học viện SIM thu hút ngày càng nhiều du học sinh quốc tế là có, thứ nhất là có đến 165.000 sinh viên tốt nghiệp với tỷ lệ việc làm khá là cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, trên 82,8% theo học tại Học viện Singapore và nhận bằng cử nhân từ các trường đại học hàng đầu ở Anh, Úc, Mỹ, Pháp với chi phí thấp hơn ít nhất 30%. 100% giảng viên từ Đại học Birmingham, Đại học Warwick, Đại học Stirling giảng dạy tại SIM. Cơ sở vật chất toàn diện với khuôn viên trường rộng 110.000m², được trang bị thư viện quản lý lớn nhất Singapore, phòng tập gym, sân tennis, hội trường thể thao, nhà hát biểu diễn nghệ thuật với hơn 460 chỗ ngồi, căng tin, quán cà phê Starbucks, đem lại trải nghiệm cuộc sống sinh viên năng động. Với hơn 70 câu lạc bộ và hội sinh viên, SIM tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao, văn hóa, phát triển toàn diện từ học thuật đến kỹ năng mềm lãnh đạo, làm việc nhóm và tìm hiểu môi trường đa văn hóa. Trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn thông tin trường SIM đạt được chứng nhận Eritrea và một số thông tin liên quan đến trường. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn, và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ Inspiro Edu và số hotline 0943556128 hoặc email info@inspiroedu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.